chào cả nhà nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ken Ken TV Quang Thanh ấy. Thì hôm nay gia đình nhà Quang Thanh ấy sẽ giới thiệu một món ăn rất là độc và lạ. Đấy. Món ăn rất là cũng là dân dã, chắc là nhiều bạn chưa biết đến ấy. Đấy, nhiều người chưa biết đến ấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu miếng món ăn nhá. Chắc mọi người đã nhìn thấy cái góc kia đúng không? Đây. Món ăn của mình hôm nay sẽ liên quan đến món này nhá. Người nhận ra món gì đấy không? Đấy, dưa à? Có thể nhìn này mọi người, là dưa không phải dưa nhá, dạng hơi giống lúc là nó là dưa sắn, nó là phần rau sắn thì làm chua lên men ấy, nó kiểu làm như chưa dưa chua đấy ạ. Đấy, đọc to luôn. Và món như là món xương nhá, xương. Đấy thì hôm nay mình sẽ làm cái món là mần rau sắn cùng với xương nhá. Đấy, một trong những món ăn đặc sản của Phú Thọ đấy. Rau sắn Phú Thọ. Đấy, sau khi mình giới thiệu qua nguyên liệu nhá, thì cái phần rau sắn thì mình sẽ là hôm nay mình rau sắn mình ninh xương, mình sẽ là ninh bằng nồi cơm điện nhé. Nhà ai bạn nào có nồi cơm điện hay nồi áp suất ấy, nếu có thể sử dụng ninh thì nên mình sử dụng nồi cơm điện mình ninh, mình sẽ nhiều hơn so với việc là đun bếp. Ở quê thì có thể là có bếp củi ấy, ninh bằng các nồi song gang ấy, thì cũng rất là tuyệt và ninh nhiều. Thì trên đây mình sẽ tận dụng nồi cơm điện nhé. Mình sẽ cởi vào cái phần rau sắn, thì ở đây mình mua cái loại mà họ đã là muối chua lên men rồi để nấu rồi nhé. Đấy, muối dưa ấy rất đơn giản thôi. Đây, sau mình sẽ đổ vào cái phần này. Đây là phần rau sắn mình đổ ra đây nhé. Đây mình đổ dưa sắn ra phần rau rồi nhé. Thì dưa sắn thì có những ngọn rất là dài như này. Đấy, thì mình sẽ dùng kéo mình sẽ cắt ngắn bớt nhé. Việc cắt ngắn bớt này, thứ nhất là một là nó sẽ linh, sẽ lúc mình gắp ra ăn đấy, ra tô ấy, ăn nó sẽ dễ hơn. Còn nhà bạn nào bỏ để nguyên cũng được. Rau sắn đầu mùa rất là ngon, ngọn nọ rất là non. Đấy, mình lấy kéo mình cắt ngắn bớt một chút để tí nữa mình gắp ăn nó sẽ tiện hơn nhé. Rất là thơm. Mùi đã thấy ngon rồi, chưa nấu. Chưa nấu nữa đâu. Rất là nghiện món này. Món này ăn ở mùa đông nhá, có thể là mình nấu với cá này, nấu với xương này, móng giò này, thịt ba chỉ, thịt lợn đều được nhé. Nói chung là rất là dễ nấu với ăn. Tên 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 tên. Đấy, phần dưa sắn mình cắt như này nhá. Phần dưa sắn là cái nước dưa mình sẽ lấy để nấu nhá. Ngon là cái phần nước dưa ra là độ chua của nó. Còn cái phần thịt này thì mình sẽ là rửa và mình sẽ luộc qua cái phần nước để sơ qua để lọc bỏ cái bụi bẩn. Sau đó mình sẽ cho cùng với dưa sắn mình ninh. Xương đây thì mình lựa chọn là cái phần xương om này, xương cộng với một ít là xương thì xương xương sườn. Đấy. Mình mua đây. Mình cho đây một chút dầu ăn nhé. Đấy, mình sẽ phi cái phần hành tím. Sau
mình sử dụng cái nồi cơm điện này mình hầm mình ninh luôn thì mình sẽ sử dụng luôn cái nồi cơm điện này để mình xào trước cái phần xương nhé. Làm này cái bước công đoạn này để là làm cái phần xương nó sẽ thơm và cái phần canh rau sắn nó sẽ ngon nhé. Đấy, xong thì nó gieo gieo cái phần hành này thì mình sẽ cho cái phần xương này. Đấy, xương rồi. Mình sẽ cho vào đây là 2 thìa bột canh. Nó đã tan tan lại rồi ấy. Nó đã ngấm một chút gia vị rồi mình sẽ bỏ thêm nước nhé, bỏ nước vào. Lưu ý là mình bỏ một chút nước rồi nhé, còn là mình có cái phần nước rau sắn thì mình sẽ đổ vào để tạo độ chua cho canh. Do cái góc quay này vướng cái nắp nên nó sẽ hơi tối một chút nhé mọi người ạ. Mình nấu ăn trong nhà, hôm nay trời cũng âm u, không nắng lắm. Mình sẽ cho cái phần sau khi nước sôi mình sẽ cho cái phần rau sắn vào nhé. Đấy. Mình cứ cho lần lượt cái phần rau sắn vào phần nồi ninh. Cái phần rau sắn này thì mình ninh càng lâu càng tốt, không càng ngon nhé. Tức là cái phần rau sắn này thì càng ninh lâu ấy càng ngon, và hơn nữa là cái phần rau sắn này nhá, nó sẽ không bị nhừ, tức là không bị lát ra nhá. Đấy, nó không nát hẳn ra, ăn rất là ngon, kể cả phần ninh lâu cũng thế, nên rất là yên tâm. Món này mình có thể là đấy, mình sẽ làm còn một chút nước mình sẽ cho hết luôn vào nhé. Rồi đó, bây giờ mình sẽ là đậy nắp vào mà mình sẽ là ninh nhá. Đấy. Đây, cái mùi rất là thơm rồi, mình sẽ mở ra kiểm tra nhá. Wow, sôi thật sự rồi. Đấy. Rất là ngon rồi, mình sẽ đảo lên nhá, đảo đều lên. Mình để xương bên dưới cho nhừ.
ăn ngon luôn. Còn phần rau sắn thì rất là ngon. Bây giờ là mình sẽ thưởng thức cái món này của mình nhá. Món này tuyệt vời, nó ăn với cơm. Đấy, thì mình đang có chuẩn bị một bát cơm ở đây. Đây, mình sẽ quận vào đây mình ăn. Wow, rất là ngon. Rau sắn rất mềm, thơm. Siêu ngon luôn, rất là ngon cái món canh rau sắn này, đưa cơm lắm. Món này thật sự rất là tốn cơm đấy. Thì, cảm ơn rất là nhiều mọi người đã theo dõi video nhé. Thì trên đây mình hướng dẫn qua các cái bước nấu ấy, và mình giới thiệu đến mọi người thêm một cái món canh nữa rất là ngon đấy, và món chủ đơn giản dễ làm, không tốn nhiều thời gian đâu, mình cứ nên để đấy thôi. Thì mọi người rảnh có thể làm cái món này để ăn đổi bữa nhé. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video nhà mình ấy. Đấy, mọi người yêu thích kênh ấy thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mình cảm ơn, bye bye.